Cách đây khoảng 3-4 năm, tức là vào năm 2019-2020, chủ đề hệ thống chấm điểm công dân Trung Quốc đã trở thành một chủ đề thu hút sự chú ý trên không chỉ các trang tin tức Việt Nam mà còn gây rúng động trên phạm vi quốc tế. Cũng trong năm 2019, tác giả Sweetie Cherish sinh sống và làm việc tại Trung Quốc lúc bấy giờ cũng đã chia sẻ một bài viết về chủ đề này trên nền tảng Spyroom có tên Hệ thống chấm điểm công dân phần 1, tại sao giới trẻ Trung Quốc vẫn thờ ơ. Vậy, đây là dự án gì mà tại sao lại gây sự chú ý lớn đến như vậy? Tiêu chí chấm điểm của hệ thống này là như thế nào? Mặt lợi và mặt hại của nó ra sao? Và tại sao giới trẻ Trung Quốc vẫn khá thờ ơ với chương trình này? Chúng ta hãy cùng nhau khám phá những điều đó trong video lần này nhé! Và vì bài viết cũng đã khá cũ, nên ở phần cuối, Spyroom có một phần update về thực trạng của hệ thống chấm điểm công dân này đang được áp dụng ra sao ở thời điểm hiện tại. Cùng xem tới cuối với chúng mình nhé! Còn bây giờ thì hãy cùng nhau bắt đầu video thôi nhé! Với kinh nghiệm 7 năm xây dựng cộng đồng và am hiểu người trẻ, Spyroom trân trọng giới thiệu Spyroom Media, cầu nối giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng trẻ. Spyroom Media sẽ đem tới hai sản phẩm chính, gói tiêu chuẩn và gói chiến lược. Với gói tiêu chuẩn, bạn sẽ đồng hành cùng Spyroom Media thực hiện chiến dịch truyền thông đa nền tảng trên hệ thống Spyroom, bao gồm website, YouTube và các nền tảng mạng xã hội. Với gói chiến lược, Spyroom sẽ giúp bạn tư vấn, quản trị đến thực thi các chiến dịch phù hợp với từng nhu cầu của doanh nghiệp. Tìm hiểu thêm về Spyroom và các cơ hội hợp tác tại website spyroom.com và các nền tảng khác. Hệ thống tính điểm tín dụng xã hội là gì? Hệ thống chấm điểm công dân, hay còn gọi là hệ thống tính điểm tín dụng xã hội, viết tắt là SCS, tức là Social Credit System, được công bố lần đầu tiên tại Trung Quốc vào năm 2014. Đây là hệ thống đánh giá khổng lồ dùng để theo dõi và xếp hạng công dân nước này dựa trên những tiêu chí nhất định. Chương trình dự kiến sẽ được triển khai trên toàn quốc từ năm 2020. Tuy nhiên, ở thời điểm năm 2019, nó đã được thí điểm ở các thành phố lớn, tức là khoảng 6% dân số, với một mục đích tạo ra mạng lưới bao trùm cả quốc gia. Khi chính sách này được đưa ra, nhà chức trách Trung Quốc đề cập tới nhiều lợi ích, trong khi các nhà phê bình chỉ trích nó là sự xâm hại nặng nề tới quyền riêng tư của người dân và là kiểm soát độc đoán của nhà nước. Tuy nhiên, những người ủng hộ lại cho rằng nó sẽ tạo ra một xã hội văn minh, tuân thủ luật pháp, bởi chính phủ cảnh báo những người vi phạm luật pháp hoặc bị chấm điểm thấp sẽ phải trả giá đắt. Và tin không mấy vui là Tập Cận Bình đã kêu gọi triển khai một hệ thống SCS cho toàn bộ xã hội. Thật nghe, câu chuyện chấm điểm công dân của Trung Quốc chẳng khác nào nội dung trong các bộ phim khoa học viễn tưởng mà chúng ta từng xem trên rạp. Bộ phim In Time ra rạp vào năm 2011 là một ví dụ, bởi trong đó, mỗi người có đeo một cái đồng hồ chạy năng lượng, được tính bằng giờ làm việc, và người ta có thể chia sẻ cho nhau bằng cách chạm hai mặt đồng hồ lại, và khi đồng hồ hết năng lượng, cũng là lúc bạn chia tay cuộc đời này. Ấy vậy mà điều đó lại sắp trở thành sự thật với những tiến bộ vượt bậc của công nghệ. Trung Quốc có thể nhận diện con người qua khuôn mặt, dáng đi thông qua hệ thống máy quay giám sát. Thông tin mới nhất cho thấy phần mềm có thể nhận ra một người ở khoảng cách 50 mét thông qua dáng đi của họ, điều khiến cho mọi hành vi đều khó lòng lọt ra ngoài tầm theo dõi. Vậy thì tiêu chí chấm điểm của hệ thống này là như thế nào? Với mục đích khuyến khích sự tin tưởng giữa người với người trong xã hội, hệ thống này chấm điểm độ tin cậy của tất cả công dân trưởng thành. Việc đánh giá tín điểm dựa vào hành vi đạo đức, xã hội và năng lực tài chính của người dân bằng việc thu thập những thông tin như trình độ học vấn, nghề nghiệp, ngoài ra còn theo dõi hoạt động trên mạng của từng cá nhân từ máy tính cho tới điện thoại thông minh. Hệ thống chấm điểm dựa theo cách tính thưởng phạt, nghĩa là những hành động tốt như tham gia các công việc tình nguyện, hiến máu, hiến tạng hoặc lao động gương mẫu sẽ được cộng điểm. Ngược lại, hệ thống sẽ trừ điểm nếu một người không có khả năng trả nợ, chậm thanh toán hóa đơn điện nước, vi phạm luật giao thông, lan truyền tin tức giả mạo, truyền bá tôn giáo bất hợp pháp hay bôi nhọ người khác trên mạng xã hội, lừa đảo hoặc bị kết án. Ở thành phố Trung Sơn, tỉnh Quảng Đông, những điều cấm bao gồm sử dụng điện thoại hoặc hút thuốc khi đang lái xe, các hành động mang tính phá hoại, dắt chó đi bộ mà không dùng dây xích và chơi nhạc âm lượng lớn ở nơi công cộng, hạt nhổ trên các phương tiện công cộng, v.v. Hệ thống sẽ công bố điểm theo tháng và xếp công dân vào 8 mức hạnh kiểm, từ AAA là công dân điển hình đến D là công dân không đáng tin cậy. Vậy thì những mặt lợi và hại của hệ thống này là như thế nào? Dữ liệu thu nhập và tổng hợp trên phạm vi toàn quốc được sử dụng theo hai cách. Cách thứ nhất là để phát triển ngành dịch vụ tài chính tín dụng, nghĩa là người dân có điểm tín dụng cao sẽ dễ dàng tiếp cận các dịch vụ vay tiền và tài chính của các tổ chức tín dụng. Cách thứ hai là dữ liệu sẽ được dùng vào việc thắt chặt thực thi luật, nghĩa là khi cảnh sát nắm bắt được thông tin công dân rõ ràng, họ có thể nâng cao năng lực phản ứng.
Hiện hệ thống đánh giá công dân của Trung Quốc trong giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ chính thức đi vào hoạt động vào năm 2020, và khi ấy, mọi công dân Trung Quốc sẽ bị chấm điểm dù muốn hay không. Mỗi người dân thành phố có thể tự tra cứu điểm số bằng cách nhập số chứng minh thư nhân dân của mình vào ứng dụng tích hợp trên WeChat. Điểm của mỗi người được biểu thị trên thanh ngang hai màu, một đồng màu xanh và đầu kim màu đỏ. Điểm màu xanh có thể quy đổi ra các phần thưởng như coupon giảm giá đến 80 nhân dân tệ cho dịch vụ giao thông công cộng, nhập viện mà không cần đóng tiền ký quỹ, được ưu tiên khi mượn sách ở thư viện hoặc gửi xe với phí rẻ hơn. Một công dân có bằng cấp càng cao, không vi phạm pháp luật, sẽ tích điểm càng nhiều. Đặc biệt, những nhân tài từ Harvard, Yale, Oxford hay thạc sĩ, tiến sĩ tu nghiệp ở nước ngoài về sẽ được nhiều đãi ngộ không tưởng, như được mua nhà với ưu đãi rất cao, thậm chí là miễn phí. Ngược lại, với những người bị đánh giá là có uy tín thấp, cuộc sống hàng ngày trở nên khổ sở. Đúng như một tài liệu chính phủ công bố vào năm 2014 đề ra mục tiêu của hệ thống là khiến những người bất tín bước một bước cũng thể khó khăn. Họ có thể phải đi thuê nhà bằng tên của người khác hoặc bị chính họ hàng và đối tác làm ăn xa lánh. Ở một số nơi, các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông còn cài đặt một loại chuông điện thoại dành riêng cho những cá nhân bị chấm điểm uy tín thấp, như là một dạng cảnh báo với những người xung quanh. Những người bị điểm thấp sẽ khó khăn hơn trong việc mua vé máy bay, vé tàu hỏa hoặc nhiều chương trình phúc lợi xã hội khác. Kể từ năm 2013, cơ quan tư pháp của Trung Quốc đã thu thập thông tin của những người chống lệnh của tòa án, ví dụ như không trả nợ hoặc trốn nộp phạt theo phán quyết của tòa. Năm 2016, các cơ quan chức năng khác bắt đầu vào cuộc và phối hợp với bên tư pháp để trừng phạt những cá nhân trên. Các biện pháp trừng phạt bao gồm cấm những người có tên trong danh sách đen đi máy bay, tàu tốc hành hoặc ở khách sạn hạng sang. Ngoài ra, những người này cũng bị chặn con đường thăng tiến trong các doanh nghiệp nhà nước và họ không được phép kinh doanh trong các lĩnh vực thực phẩm và dược phẩm. Tính đến tháng 4 năm 2019, có hơn 12 triệu người có tên trong danh sách. Cũng cùng thời điểm, theo báo cáo của Trung tâm Thông tin chấm điểm uy tín công cộng, cơ quan chức năng đã cấm những công dân yếu kém lên 17,5 triệu chuyến bay và 5,5 triệu chuyến tàu cao tốc tính đến cuối năm 2018. Tại sao giới trẻ Trung Quốc vẫn khá thờ ơ với chương trình này? Chương trình chấm điểm công dân nghe rất hải hùng với giới truyền thông thế giới. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một động thái đầy mưu mô tại một đất nước có hoạt động kiểm duyệt truyền thông, internet và nghệ thuật rất chặt chẽ. Chính quyền của ông Tập sẽ cung cấp thêm kiến thức về kế hoạch này cho người dân và kể cả những doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại Trung Quốc. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence vào tháng 10 năm 2018 từng gọi đây là hệ thống tập trung vào việc kiểm soát hoàn toàn mọi mặt đời sống của con người. Những cơ quan kiểm soát việc chấm điểm có thể lạm dụng quyền lực và trừ điểm oan công dân. Ngoài ra, hệ thống này đòi hỏi xây dựng một hệ thống dữ liệu lớn, và việc đảm bảo an toàn dữ liệu cũng là một vấn đề đau đầu bởi những hệ thống dữ liệu tập trung luôn là mồi ngon của tin tặc. Đã có những ý kiến phản đối với các hệ thống của địa phương trong nước khi đợt thử nghiệm tại thành phố Tọa Ninh gần Thượng Hải đã bị dừng lại sau những chỉ trích của giới truyền thông. Ngoài ra, nhiều khách hàng của Ant Financial cũng phản ứng dữ dội khi họ không hề biết rằng mình được đưa vào hệ thống tín dụng và chấm điểm xã hội của Sesame Credit, tức một công ty con của Alibaba. Ở một diễn biến khác, những người tri thức và sống ở thành thị lại có cái nhìn tích cực hơn. Nhiều người ủng hộ việc triển khai hệ thống, coi đó là một phương tiện thúc đẩy tính trung thực trong xã hội và nền kinh tế, chứ không phải là vi phạm quyền riêng tư. Còn giới trẻ Trung Quốc, thuộc tầng lớp U30, vẫn tỏ ra khá thờ ơ với chương trình này. Mình có hỏi những người cùng công ty, thì họ trả lời là bản thân còn chẳng bao giờ vào trang web check xem mình được bao nhiêu điểm nữa. Ở cái tuổi này, họ đi làm kiếm tiền mệt lử rồi, hơi đâu mà quan tâm chính phủ cho mình bao nhiêu điểm. Miễn là không vi phạm pháp luật, gây mất trật tự công cộng là điểm vẫn như thế. Họ vốn dĩ biết mình được bao nhiêu điểm, và quan trọng là cái điểm đó còn một khúc rất dài phấn đấu nữa mới được bằng những người có bằng cấp cao hơn. Chỉ bằng kiếm nhiều tiền, đóng tiền đầy đủ các khoản xã hội là đủ rồi. Hệ thống tính điểm công dân thực chất làm những người tầng lớp U50 lo lắng, bởi đến lúc này không chỉ bản thân họ trực tiếp chịu ảnh hưởng mà con cái họ đã, đang và sẽ bị liên đới rất nhiều vì bảng điểm của bố mẹ. Có trường hợp người mẹ trốn tiền mua vé tàu cho con, không chỉ bị phạt mà còn bị trừ điểm công dân. Khi vào danh sách đen này, chị ấy sẽ khó mà vay tiền ngân hàng hoặc tìm việc trong tương lai. Cũng có ai đó từng thốt lên rằng việc này còn tồi tệ hơn cả ngồi tù, vì ít ra án tù còn có thời hạn. Bị liệt vào danh sách này nghĩa là chừng nào tôi chưa trả được hết nợ, tên của tôi vẫn sẽ chình in ở đó. Một luật sư Trung Quốc cũng nhận định, nhiều người không thể trả nợ bởi họ quá nghèo, nhưng lại phải chịu sự giám sát và xử lý công khai như thế này. Việc này là vi phạm nhân quyền. Không những vậy, một số chương trình thí điểm cũng áp dụng đối với người nước ngoài. Điểm tín nhiệm thấp dẫn đến việc không được cấp hoặc gia hạn visa và giấy phép cư trú. Còn những người có điểm uy tín cao sẽ được hưởng quyền lợi như vay ưu đãi hay visa nhập cảnh nhiều lần. Tạm kết,
Công bằng xã hội là thứ mà mọi quốc gia đều hướng tới. Tuy nhiên, xuất phát điểm khác nhau, quá khứ khác nhau, khó lòng mà tạo được một xã hội với bản điểm theo định nghĩa công dân gương mẫu được. Người sinh ra ở vạch đích như con gái Tập Cận Bình chẳng hạn, cả đời chẳng phải lo lắng về việc thiếu điểm. Ngược lại, những người có tiền án tiền sự đang muốn hoàn lương, làm lại cuộc đời, cả đời sẽ luôn mang theo cái mác công dân không đáng tin. Họ không chỉ gánh trên vai gánh nặng cuộc sống, mà còn nhiều hơn thế, sự kiểm soát của chính phủ, của miệng đời. Cái cảm giác ức mà không làm gì được, chính là như vậy. Nhìn ở một hướng tích cực khác, hệ thống chấm điểm công dân này khiến xã hội phát triển theo hướng văn minh, tốt đẹp hơn. Điểm tín nhiệm xã hội còn là giải pháp giúp ngăn chặn các hành vi gây rối trên phương tiện giao thông công cộng, ví dụ như trường hợp hành khách chiếm ghế ngồi của đối tượng được ưu tiên và từ chối đứng dậy trả chỗ. Khi đã có những quy chuẩn xã hội như vậy, bạn không thể thích làm cừu đen kiểu tôi thích thế đấy, tôi không quan tâm mọi người nghĩ gì về mình, tôi thích cool là được. Những điều xấu được bài trừ, khuyến khích người ta tham gia các hoạt động vì cộng đồng, nỗ lực để con cái họ có một môi trường phát triển tiến bộ nhất. Vậy thì hệ thống này ra sao ở thời điểm hiện tại? Trước khi kết thúc thì Spyroom muốn bổ sung thêm một vài thông tin như sau. Ở thời điểm hiện tại, hệ thống chấm điểm công dân hay hệ thống tính điểm tín dụng xã hội của Trung Quốc vẫn được áp dụng. Tuy nhiên, Trung Quốc chưa đạt được mục tiêu thực thi trên phạm vi toàn quốc vào năm 2020 như mong muốn vì vẫn vướng phải các khó khăn. Theo trang thông tin tín dụng xã hội của chính phủ Trung Quốc, những khó khăn ấy là: thứ nhất, thiếu văn bản pháp luật cấp cao nhất về tín dụng xã hội, dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý về định mức tín dụng xã hội ở các vùng miền, bộ phận, cũng như thiếu sự thống nhất về ranh giới quyền và nghĩa vụ, không có lợi cho sự phối hợp chung. Thứ hai, việc vận hành không hoàn hảo trong những năm qua đã gây ra nhiều nghi ngờ và dẫn đến mối lo ngại rộng rãi trong xã hội, hoang mang cho thị trường. Thứ ba, còn nhiều khó khăn trong việc thu thập và chia sẻ dữ liệu tín dụng. Chia sẻ dữ liệu là chìa khóa để xây dựng hệ thống tín nhiệm xã hội, nhưng vẫn có tình trạng người dân không muốn, e ngại và không thể chia sẻ thông tin. Điều này trước hết được thể hiện ở sự khó khăn trong việc chia sẻ dữ liệu giữa các bộ và ủy ban, đặc biệt là khó khăn trong việc thực hiện nó. Có sự khác biệt rất lớn về mức độ xây dựng hệ thống tín dụng xã hội ở các khu vực khác nhau và khu vực miền Trung và miền Tây tụt hậu so với các khu vực phía Đông. Thứ tư, thị trường dịch vụ tín dụng xã hội của Trung Quốc nhìn chung còn hạn chế, thiếu cả cung và cầu. Và thứ năm, cơ chế sửa chữa tín dụng xã hội chưa hoàn hảo, hạn chế các hành động khôi phục tín dụng thực tế đối với những người từng có hành vi không trung thực trong quá khứ. Như vậy, Trung Quốc tuy không đạt được mục tiêu áp dụng hệ thống tín điểm tín dụng xã hội toàn quốc vào năm 2020, nhưng không có nghĩa là hệ thống này đã dừng lại và bị loại bỏ. Trung Quốc vẫn đang thực thi ở nhiều thành phố, khu vực khác nhau và vẫn quyết tâm khắc phục, không hề có ý định dừng lại cho tới khi chạm tới mục tiêu toàn quốc. Và trên đây là góc nhìn của tác giả Sweetie Cherish về hệ thống chấm điểm công dân đình đám của Trung Quốc, cũng như một số tồn tại khiến cho hệ thống không được người trẻ Trung Quốc quá quan tâm và tình hình triển khai ở thời điểm hiện tại. Đây là một hệ thống có tính chất gây ra nhiều tranh cãi không chỉ trong nội bộ đất nước mà còn cả trên thế giới. Còn bạn, bạn nghĩ sao về hệ thống này? Hãy chia sẻ ở bên dưới phần comment với Spyroom nhé! Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo. Mình là Nguyễn Lê Minh Thi.